Chào các em. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là về câu bị động, the passive. Để mở đầu bài học, chúng ta hãy cùng điểm qua một số câu để kiểm tra trí nhớ của mình về câu bị động các em nhé. Chúng ta cùng đọc qua 12 câu rồi quyết định xem câu nào đúng, câu nào sai. A car accident was occurred in front of my office yesterday. The tax bill checked by the accountant last week. A new apartment building is being built next to my house. Has the text message been sent already? Coffee is best grown in wetter climates. The exams will be written by two different teachers. Your homework should have been done before you went to your friends. Sorry, the project isn't quite finished yet. 9. Did you know that Alexa is married to Khalifa? What would you like to be remembered for? Thomas is 2 hours late. I'm get nervous. The speaker had a monotone voice. We were really boring. Trong 12 câu này, câu nào sai các em? Câu số 1 sai. Câu nào nữa nào? Câu 2 cũng sai. Tiếp tục nào. Đúng rồi, câu 6 sai. Câu chính xác, câu 7 sai. Và câu 8 cũng sai. Câu nào nữa? Câu 9 cũng sai luôn. Câu 11. Câu nào sai nữa? Còn không? Câu 12 sai hay đúng? Cũng sai luôn. Bạn nào lý giải được vì sao những câu này lại sai không nhỉ? Bạn nào biết comment bên dưới cho cô nha. Chúng ta sẽ quay lại giải thích rõ, giải thích kỹ hơn là vì sao những câu này sai và những câu kia lại đúng, sau khi chúng ta cùng tìm hiểu về the passive, câu bị động. Cô có một câu trên bảng đây. The students clean the classroom. Đây là câu chủ động hay bị động các em? Trong câu này chúng ta có the students là subject, clean là verb và the classroom là object. Nó là một câu chủ động active. Câu chủ động này có cấu trúc SVO. Vậy chúng ta có thể chuyển nó qua câu bị động như sau. Chúng ta thấy túc từ the classroom đã chuyển ra vị trí của chủ từ. Động từ clean chuyển thành cleaned. Cleaned, đây là quá khứ đơn hay quá khứ phân từ? Chúng ta cùng xem nhé. Nó là quá khứ phân từ, past participle. Chủ từ the students trong câu chủ động chuyển xuống vị trí sau động từ, vậy nó không còn được gọi là chủ từ nữa, mà nó được gọi là agent, tác nhân, tức là người làm ra hành động, và nó đi sau từ by. Đây đã phải là câu bị động chưa? Chắc chắn là chưa.
Vì sao nào? Vì nó còn thiếu động từ to be. Như vậy một câu để nhận biết đó có phải là câu bị động hay không, chúng ta căn cứ vào động từ. Câu bị động sẽ có một be và một quá khứ phân tử. Be này có thể chia về các thì các dạng khác nhau. Động từ chính luôn luôn đưa về quá khứ phân tử. Động từ chính của câu chủ động luôn luôn đưa về quá khứ phân tử. Động từ be chúng ta thêm vào. Chúng ta cùng luyện tập nhé. Trong những nhóm câu này, câu nào là active chủ động thì chúng ta viết chữ A, chữ A ha. Câu nào là passive bị động thì chúng ta viết chữ P, chữ P. Ví dụ câu 1A, động từ là made, nó là câu chủ động. 1B, động từ là was made, có quá khứ phân từ là made và có was là một dạng, một thì của động từ be. Vậy đây chính là câu bị động, có be và có quá khứ phân từ. Được chưa nào? Cho các em 1 phút suy nghĩ nha. Ok, câu C là chủ động hay bị động các em? Động từ là was making, có be là was nhưng không có quá khứ phân từ. Vậy đây sẽ là câu chủ động. Câu tiếp theo, has made, có quá khứ phân từ made nhưng lại không có be, như vậy vẫn là câu chủ động. Nhóm tiếp theo, 2A. Động từ là can, không có động từ be đúng không nào? Vậy nó là câu chủ động. 2B, động từ là was start, có was là động từ be, có start là quá khứ phân từ. Vậy đây là câu 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 bị động, chính xác. Câu C, có was upset, upset nó đóng vai trò là tính từ trong câu này. Vậy đây cũng là câu chủ động. Động từ tiếp theo không có be. Vậy chính xác câu này. Câu này có 2 mệnh đề. She was upset. Và but Alex calmed her down. 2 mệnh đề đều là câu chủ động hết. Nhóm tiếp theo, chúng ta có động từ existed. Không có động từ be đúng không nào? Vậy nó là câu chủ động. B, động từ là are discovered, có be đây và có quá khứ phân từ discovered. Vậy đây chính là câu bị động. C, động từ là will be studied, có be ở tương lai đơn và có quá khứ phân từ studied. Vậy đây là câu bị động. Rất là dễ xác định câu chủ động và câu bị động đúng không các em? Muốn là câu bị động thì cấu trúc động từ của nó phải có một be. Be có thể ở dạng nào thì nào đó vào quá khứ phân từ. Đó, các em thấy nè, be quá khứ phân từ. Be quá khứ phân từ. Be quá khứ phân từ. Tiếp tục ha. Vậy chúng ta có cấu trúc chủ từ, động từ, túc từ sẽ đổi qua được câu bị động là dạng như thế này đây. Cô nói lại nhé. Chúng ta đưa túc từ của câu chủ động lên đầu câu, tức là làm vị trí của chủ từ. Động từ chính
của câu chủ động sẽ đưa về quá khứ phân tử. Động từ be chúng ta thêm vào. Có một lưu ý là động từ chính của câu chủ động ở thì nào thì động từ be cũng ở thì đó. Ví dụ trong câu này, clean là hiện tại đơn. Be mà ở hiện tại đơn gồm có am, is, are. Với chủ từ classroom thì chúng ta chọn is. Chủ từ trong câu chủ động sẽ chuyển thành tác nhân, tức là người làm ra hành động và đứng sau chữ by. Lưu ý nha, muốn là câu bị động thì phải có một be cộng với quá khứ phân tử. Và be sẽ có cùng thì hoặc cùng dạng với động từ chính của câu chủ động. Nhớ chưa nào? Đây là công thức đổi tổng quát. Còn nếu chúng ta không thể nhớ được, không thể luận được các công thức tổng quát thì chúng ta nhớ từng thì cũng được. Chúng ta qua bài luyện tiếp theo nhé. Ở đây cô có một số câu chủ động. Trước tiên chúng ta cùng xác định thì trong những câu chủ động này. Mary helps the boy. Câu A, đây là thì động từ nè, các em thấy này, động từ thêm s với chủ từ số ít này. Vậy đó là thì hiện tại đơn, simple present. Very good. Câu B, is helping. Ở đây chúng ta vẫn đang làm ở phần câu chủ động nhé, các em chưa đụng đến câu bị động đâu. Chúng ta đang xác định thì trong câu chủ động. Is helping. Các em thấy có một be và một động từ thêm ing. Be này là is, tức là hiện tại. Và động từ thêm ing thì đó chính là hiện tại tiếp diễn, present progressive. Hay còn có tên gọi khác là present continuous. Câu C, has helped. Chúng ta có chữ has và quá khứ phân tử. Vậy đây chính là thì hiện tại hoàn thành, present perfect. Câu D, động từ thêm ed, helped. Vậy nó là quá khứ đơn, simple past. Câu E, was helping. Nếu chúng ta so nó với câu B thì nó chỉ khác ở động từ be. Động từ be trong câu B là is, tức là hiện tại của be. Và động từ trong câu E là was, tức là quá khứ của be. Vậy câu B là hiện tại tiếp diễn thì câu E sẽ là quá khứ tiếp diễn, past progressive, hay còn gọi là past continuous. Câu F, chúng ta có had là quá khứ của has hoặc là have, và helped ở đây là quá khứ phân tử. Vậy nó là câu C ha, has helped là hiện tại hoàn thành. Vậy câu F sẽ là quá khứ hoàn thành, past perfect. Câu G, chúng ta có will cộng với nguyên mẫu. Vậy đây là tương lai đơn, simple future. Câu H, chúng ta có is going to cộng với nguyên mẫu help. Đây là tương lai gần, hay gọi nó với cái tên be going to. Câu Y, chúng ta có will have và helped. Have helped tạo thành thì gì các em nhỉ? Có have, có quá khứ phân từ thì đó là thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Như vậy nó diễn tả hoàn thành. Có will thì là tương lai. Như vậy câu này là thì tương lai hoàn thành, future perfect. Một nhóm những câu bên dưới đây. Is Mary helping the boy? Đây là thì hiện tại tiếp diễn, nhưng ở dạng gì các em? Động từ is đứng trước chủ từ và có dấu chấm hỏi đằng sau. Vậy đó là hiện tại tiếp diễn và là câu hỏi. Câu tiếp theo, chúng ta có chữ D đứng đầu. Đây là câu hỏi của thì quá khứ đơn. Ví dụ trong câu D này, động từ help. Nếu muốn thành lập câu hỏi, chúng ta mượn trợ động từ D. Và
và động từ chính, tức là động từ help, sẽ về nguyên mẫu. Tiếp theo, chúng ta có has helped. Đây là thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Và nếu là câu hỏi, chúng ta đưa chữ has lên trước chủ từ. Tiếp theo, will help. Đây là tương lai đơn. Nếu thành lập câu hỏi, đưa chữ will lên trước chủ từ. Tóm lại, bốn câu bên dưới này là bốn câu hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đổi những câu chủ động này sang câu bị động. Chúng ta lần lượt đổi từng câu nhé. Với câu A, hiện tại đơn, thì chúng ta sẽ có câu tương ứng là is helped. Chúng ta thấy đó, động từ helps đưa về quá khứ phân từ là helped. Động từ is chính là động từ be chúng ta thêm vào. Động từ helps là hiện tại đơn, thì động từ be cũng phải hiện tại đơn. Với chủ từ the boy, nó sẽ là is. Câu tiếp theo, lưu ý là động từ chính vẫn đưa về quá khứ phân từ nha. Động từ chính trong câu này là chữ help, is và ing này giúp chia thì, còn mang nghĩa của câu là chữ help. Vậy chúng ta sẽ đưa chữ help này về quá khứ phân từ. Động từ be thêm vào sẽ phải cùng dạng với động từ chính. Động từ chính là helping. Vậy động từ be thêm vào sẽ là being. Chúng ta còn lại động từ is này. Vậy câu của chúng ta sẽ là is being helped. Vẫn đảm bảo là động từ chính đưa về quá khứ phân từ. Động từ be thêm vào sẽ giống dạng với động từ chính là being. Dễ không? Rồi chúng ta qua câu C ha. Has helped sẽ đổi thành là has been helped. Cũng vậy ha, động từ chính là quá khứ phân từ. Động từ be thêm vào giống với động từ chính. Trong câu C, động từ chính helped ở dạng quá khứ phân từ. Vậy thì be, quá khứ phân từ của be là been. Động từ has chúng ta không thay đổi, vì chữ boy này cũng là số ít giống như Mary. Câu D, đây là quá khứ đơn, không phải quá khứ phân từ các em nè. Đây là động từ ở quá khứ đơn. Còn câu C, chữ helped là quá khứ phân từ. Nó tình cờ giống nhau đó các em. Vậy câu D chúng ta sẽ có là was helped. Lúc này chữ help ở câu bị động thì là quá khứ phân từ, chứ không phải là quá khứ đơn như câu chủ động nữa. Còn động từ be chúng ta thêm vào, nó sẽ ở quá khứ đơn, giống với động từ helped ở câu chủ động. Câu tiếp theo chúng ta sẽ có là, hồi nãy ở câu chủ động chúng ta có so sánh câu B và câu E. Giờ chúng ta ở câu bị động, chúng ta cũng so sánh thử xem nào. Rất giống đúng không? Chỉ thay đổi cái động từ chia thì thôi. Tương tự với quá khứ hoàn thành, chúng ta sẽ có had been helped. Động từ chính lúc nào cũng ở quá khứ phân từ, chỉ khác ở động từ be chúng ta thêm vào mà thôi. Câu G sẽ là will be helped. Câu H sẽ là is going to be helped. Is going to help trong câu chủ động thì động từ help là động từ chính. Qua câu bị động đã biến về quá khứ phân từ là helped. Động từ be này là động từ chúng ta thêm vào. Nó phải cùng dạng với động từ chính, tức là động từ help, cho nên nó là be. Còn is going to, nó là của công thức để chia thì. Tiếp theo, future perfect. Chúng ta sẽ có will have been helped. Cô nhắc lại là động từ chính luôn luôn đưa về quá khứ phân từ. Động từ be thêm vào sẽ cùng thì cùng dạng với động từ chính của câu chủ động. Còn những câu hỏi thì sao? Chúng ta có hiện tại đơn nè, is being helped. Muốn thành lập câu hỏi thì chúng ta đưa cái is này này
Em thấy chưa? Ra trước chủ từ đúng không? Vậy chúng ta sẽ có câu là Is the boy being helped? Quá khứ đơn thì sao? Quá khứ đơn ở câu hỏi thì sao? Quá khứ đơn chúng ta biến về was helped. Vậy cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đưa chữ was này ra trước chủ từ. Chúng ta có dạng như vậy. Với hiện tại hoàn thành, đây chúng ta có hiện tại hoàn thành đây đúng không nào? Chúng ta chỉ cần đưa chữ has là trợ động từ ra trước chủ từ là xong. Quá đơn giản ha. Còn với tương lai đơn, tương lai đơn đây ha, will be helped. Chúng ta thấy will là trợ động từ, chúng ta có thể đưa ra trước chủ từ để thành lập câu hỏi. Và chúng ta sẽ có Will the boy be helped by Mary? Dễ không các em? Nếu dễ thì cho cô một like nha. Các em lưu ý nè, chúng ta có thể hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn rất hiếm khi dùng ở câu bị động. Tại sao hả? Có thể là do cái cấu trúc của nó quá phức tạp rồi, thêm bị động nữa thì nó càng phức tạp. Cũng có thể là do người ta không dùng những thì đó khi trong những trường hợp mà dùng câu bị động, đúng không? Nhưng lưu ý cho cô này, the progressive forms of present perfect, past perfect and future perfect, dạng tiếp diễn của hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành và tương lai hoàn thành, có nghĩa là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành tiếp diễn, đây này, progressive này các em, hiếm khi dùng ở câu bị động. Lưu ý cho câu hàng. Tới đây đã nắm được chưa nào? Nếu chúng ta vận dụng công thức tổng quát hồi nãy, chúng ta cũng có thể làm được những câu này. Còn nếu em không vận dụng, không thích vận dụng mà thích nhớ, thì chúng ta cứ nhớ theo kiểu hiện tại đơn thì nó thành như vậy đây, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, vân vân. Chúng ta qua ha. Rồi, không có gì tốt hơn là thực hành. Chúng ta sẽ đổi những động từ y nghiêng, ví dụ như câu 1 chữ y nghiêng là opens, từ chủ động sang bị động. Chúng ta xác định động từ cái nào? Is opening là thì gì các em? Hiện tại tiếp diễn đúng không? Vậy chúng ta sẽ đổi thành là động chủ từ door là số ít, vậy động từ chúng ta sẽ là is. Động từ be thêm vào giống với động từ opening là being và opened về quá khứ phân tử. Rất đơn giản đúng không? Câu số 3 là thì gì các em? Has opened. Hiện tại hoàn thành, chính xác. Vậy câu của chúng ta sẽ là do là số ít, vậy chúng ta vẫn dùng has been opened. Has been opened. Câu 4 thì gì nào? Quá khứ đơn, chính xác. Vậy chúng ta sẽ có câu was opened. Câu 5 was opening, quá khứ tiếp diễn. Vậy chúng ta sẽ có là was being opened. Câu 6 quá khứ hoàn thành. Vậy sẽ có had been opened. Câu 7 tương lai đơn. Vậy chúng ta sẽ có will be opened. Câu 8 is going to. Vậy chúng ta sẽ có là
is going to be opened. Câu 9, will have opened, tương lai hoàn thành. Vậy chúng ta sẽ có là will have been opened. Câu 10, một câu hỏi với thì quá khứ đơn. Chúng ta động từ to be quá khứ đơn là, nhớ đầu câu viết hoa kem nhé, was. Và động từ chính đưa về quá khứ phân từ nào, opened. Câu 11, câu hỏi với chữ will. Chúng ta vẫn giữ chữ will lại, nhớ viết hoa đầu câu. Will the door, động từ be chúng ta thêm vào, be opened. Câu 12, chữ has opened, đây là quá khứ hoàn, xin lỗi, đây là hiện tại hoàn thành. Chúng ta vẫn giữ lại chữ has vì door là số ít. Has the door. Động từ be thêm vào sẽ là quá khứ phân từ, như vậy sẽ là been. Và open cũng là quá khứ phân từ. Có dễ không nào? Quá dễ. Dễ cho cô một like đi. Want a prize? Answer the questions below with a passive verb. Có bạn nào muốn giải thưởng không? Muốn có phần thưởng, hãy trả lời câu hỏi, những câu hỏi bên dưới này, với một yêu cầu là dùng động từ ở bị động. Who designed the Eiffel Tower? Đây là câu hỏi chủ động, nhưng trả lời phải trả lời bị động. Who taught your class, English class? Cũng là câu hỏi chủ động, nhưng phải trả lời bị động, vân vân. Cô lấy ví dụ cho một câu nhé. Who will pay your next bill? Phải trả lời câu hỏi này ở bị động. Như vậy chúng ta sẽ trả lời bắt đầu bằng bằng túc từ của câu hỏi, đúng không? My next bill will be paid by my mom. Will be paid, đó chính là câu bị động, đúng không nào? Có be, có quá khứ phân từ nè. Ok, các em có hai hình thức, hoặc các em trả lời bằng cách comment bên dưới, hoặc các em quay video lại gửi lên cho cô. Bạn nào trả lời đúng và sớm nhất sẽ có thưởng nha. Phần thưởng rất là hấp dẫn. Tiếp tục ha. Chúng ta nhìn lại cái công thức tổng quát một chút xíu. The students clean the classroom. Chủ từ, động từ, túc từ. Được đổi thành the classroom is cleaned by the students. Vậy liệu có phải tất cả các câu chủ động đều đổi qua được câu bị động hay không? Cô có gợi ý rồi đây nè, dưới đây này các em này. Only transitive verbs, chỉ những ngoại động từ. Ngoại động từ là cái gì? Verbs that can be followed by an object. Ngoại động từ là những động từ mà theo sau nó có một túc từ mới dùng được ở câu bị động. Còn những động từ mà không có túc từ theo sau, hay chúng ta gọi nó với cái tên là intransitive, thì không bao giờ có bị động. Đó là những động từ này: appear, arrive, belong, come, die, fall, happen,
look like, occur, resemble, seem, sleep. Những động từ này không có tức từ theo sau. Chúng là ngoại, xin lỗi, chúng là nội động từ in transitive verbs. Vì vậy, chúng không bao giờ được chia về câu bị động. Giống như câu này, birds fly. Chữ fly, động từ fly này cũng là một nội động từ, một intransitive. Vì đâu có tức từ theo sau đâu các em này, có chủ từ, động từ thôi. Vậy chắc chắn không đổi qua bị động được. Lý do là gì các em? Rất là đơn giản, nó đâu có tức từ đâu mà đưa lên làm chủ từ trong câu bị động đâu các em nhỉ? Câu tiếp theo, the baby cried. Cũng tương tự như vậy, động từ cried trong trường hợp này, nó là intransitive verb, nội động từ, sau nó không có tức từ. Vậy câu này không thể đổi qua bị động được. Nhớ nha, động từ phải có tức từ theo sau mới đổi qua bị động được. Phải là ngoại động từ, tức là động từ có tức từ đi sau mới đổi qua bị động được. Chúng ta cùng check thử xem kiến thức của mình thế nào. Check tất cả những câu đúng trong mỗi nhóm. Ví dụ, nhóm thứ nhất, a surprising thing happened at the game yesterday. Chúng ta có động từ là happened, là câu ở chủ động. Happened không thể chia về bị động vì nó là nội động từ. Nó không có tức từ theo sau, nó không thể là câu bị động, nó chỉ là câu chủ động thôi. Và đây là câu chủ động, nên nó đúng. Nó đúng vì nó cũng hợp lý về thì, đúng không nào? Yesterday, chia quá khứ đơn, đây, nó đúng nha. Như vậy, câu A đúng. Câu B, a surprising thing was happened at the game yesterday. Mặc dù về thì nó đúng, nó là quá khứ, nhưng động từ happened là nội động từ, không thể dùng ở câu bị động, nên câu B là sai. C, Jackie scored the winning goal. Câu này là câu đúng, vì động từ scored có tức từ the winning goal đi sau, nên nó phải là câu chủ động. Câu tiếp theo trong nhóm, the winning goal was scored by Jackie. Lúc này, tức từ của động từ score là the winning goal đã chuyển lên vị trí của chủ từ. Vậy câu này phải là câu bị động. Scored là quá khứ đơn. Vậy bị động của nó sẽ là was cộng với quá khứ phân từ của nó, scored, nên nó đúng. Vậy nhóm tiếp theo, nhóm thứ hai, câu nào đúng, câu nào sai? Chúng ta có 20 giây suy nghĩ. Ok, câu 1 đúng hay, xin lỗi, câu A đúng hay sai nào? Chúng ta có 4 câu, câu nào đúng nào? Chúng ta cùng kiểm tra nha. Câu A đúng. Câu B, chúng ta thấy đây có động từ be này. Động từ agree này lại nguyên mẫu. Vậy chưa xét đến là về mặt động từ nội động từ hay ngoại động từ, chúng ta mới nhìn sơ qua chúng ta sai rồi. Động từ phải về quá khứ phân từ, vậy câu B sai. Câu C, developed, có tức từ that theory đi sau, vậy nó sẽ phải là câu chủ động. Và đây là câu chủ động, câu này đúng. Câu D, was developed by Dr. Ikeda. Bởi tiến sĩ Ikeda. Nó là câu bị động và bị động của nó là was developed. Đúng rồi. Tiếp không? Thêm ha. Nhóm thứ ba, 20 giây suy nghĩ bắt đầu.
Câu nào đúng nào? Nhóm thứ ba. Câu A đúng hay là câu B đúng? Câu A tại sao không đúng? Động từ give nó có hai tốc từ, đó là tốc từ chỉ người us và tốc từ chỉ vật là problem. Động từ give có hai tốc từ và cả hai tốc từ đều đang đứng sau nó, vậy nó phải là câu chủ động, trong khi was given lại là câu bị động nên nó sai. Câu B, gave us a difficult math problem. Chúng ta có hai tức từ chỉ người, tức từ chỉ vật đi đằng sau động từ gave, vậy đó là câu chủ động và đây chính là câu chủ động nên câu B đúng. Câu C đúng không nào? Đúng ha. Và câu D sai chắc rồi vì động từ appear đâu có dùng ở bị động đâu. Câu 4, A đúng phải không nào? Câu B thì sao? Going to be arrested the suspect. Có tốc từ đằng sau nè. Vậy nó đâu đúng được, phải không? Nó phải là câu chủ động. Be arrested, nó lại là câu bị động mất rồi. Câu C đúng phải không? Bởi cảnh sát. Is going to be arrested. Be arrested là câu bị động. Câu D có cụm từ chỉ tác nhân by the police, vậy nó phải là câu bị động. Nhưng is going to arrest thì lại là câu chủ động, cho nên câu D không đúng. Các em theo dõi kịp không? Nếu chỗ nào chưa hiểu các em cứ comment nhé. Và tiện thể khi comment thì cho cô một like luôn nhé. Cảm ơn các em. Ok, nhóm tiếp theo. Nhóm 5. Has destroyed. Đây là câu chủ động. Có tốt từ đằng sau không? Much of the town. Vậy câu 5 đúng, 5 A đúng. Câu B, has been destroyed, câu bị động và không còn tốt từ đằng sau, vậy câu B cũng đúng. Câu C, people seem to be in shock. Seem to be in shock. Câu chủ động đúng ha, vì động từ seem không chia được ở bị động cho nên câu C đúng. Câu số 5, are seemed, đây là câu bị động mà động từ seem thì không chia được ở bị động nên D sai. 6, what was happened. Was happened là bị động, trong khi happened là nội động từ, tức là không bao giờ chia ở bị động được nên câu 6 A sai. What happened? Happened là chủ động. Đúng ha? Câu B đúng. What was occurred là câu bị động. Động từ occurred giống động từ happened vậy, không chia được ở bị động nên câu C sai. Câu D thì sao? What occurred? Chủ động, đúng ha? Tiếp không? Bây giờ chúng ta trước khi kết thúc bài, chúng ta quay lại những câu ban đầu. Chúng ta đã xác định nó sai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem vì sao nó sai. Câu số 1 nó sai là vì cái gì? Đúng rồi, động từ occur. Động từ occur không chia được ở bị động mà cái chữ was occurred thì là cấu trúc của bị động. Nên nó sai. Câu 2 tại sao sai? By the accountant. Đây là tác nhân. Vậy đây là câu bị động. Bị động phải có một be và một quá khứ phân từ. Ở đây chúng ta chỉ có checked là quá khứ phân từ, không có be. Nó thiếu be nên nó sai. Câu 3, is being built. Đây là bị động của hiện tại tiếp diễn. Nó đúng ha? Has the text message been sent already? Đây là bị động của hiện tại hoàn thành.
Đúng ha. Câu 5. Coffee is best grown in wetter climates. Is grown là câu bị động. Đúng luôn ha. Câu 6 nè. By two different teachers có cụm từ chỉ tác nhân, vậy nó là câu bị động. Bị động sẽ gồm có một be. Đây be đây be đây. Nhưng nó lại chưa có quá khứ phân tử. Reading không phải là quá khứ phân tử. Vậy nó sai. Câu 7 tại sao sai nhỉ? Bạn nào trả lời giùm cô nào. Đây. Should have been done. Sau chữ have phải là been. Đúng không? Câu số 8. The project isn't quite finished yet. Có động từ be, nhưng động từ chính lại ở nguyên mẫu, chứ không phải quá khứ phân tử nên nó sai. Câu 9. Did you know that Alexa is married to Khalifa? Cùng một lý do như vậy. Có động từ be, nhưng động từ chính lại không ở quá khứ phân tử, cho nên nó sai. Câu 11. I am get nervous. Trong câu này, chúng ta hoặc là dùng I am, tức là dùng động từ be, hoặc là dùng động từ get. Đây là trường hợp câu bị động với động từ get. Nếu chúng ta dùng get, I get nervous thì đó là trường hợp bị động với động từ get. Công thức là động từ get cộng với một tính từ. Nó cũng diễn tả một cái ý bị động, một cái trạng thái, một hoặc là chúng ta dùng I am nervous cũng được. Tóm lại chúng ta không có I am get. Đây là phần câu bị động với động từ get. Để có dịp nào đó cô sẽ nói thêm về phần này. Câu 12 cũng sai luôn. Chúng ta có were bought mới đúng. Đó là trường hợp mà trường hợp số 11 và số 12 là trường hợp người ta gọi nó là participial adjective. Một số những cái tính từ dùng với cái nghĩa bị động. Ok, khi nào có dịp cô hẹn các em sẽ nói rõ, nói kỹ hơn về phần đó. Các em ha. Rồi đừng quên là trả lời câu hỏi để kiếm giải nha. Hai hình thức, hoặc ghi hình lại gửi cho cô, hoặc là comment bên dưới. Như vậy phần lý thuyết của chúng ta là đã xong. Nếu các em muốn thêm phần thực hành thì chúng ta có thể vô trang web của cô. Đường link cô sẽ để bên dưới cái video này. Vô đó chúng ta làm thêm bài tập thực hành về câu bị động. Và nhớ, có bất cứ câu hỏi nào thì comment cho cô biết ha. Ok. Goodbye for now. See you next time. Bye bye.